là một cái cách để mang con bè đi nơi khác đó các bạn. Thì do con bè đã bị hư hỏng nên con tàu sẽ lôi vào cảng để dùng những cây gỗ hôm qua mà chắc tên bơ đó để sửa sang nó lại. Với bạn Phèn chia sẻ đến cái mùa mà gió gì bên đây, gió nam hả? Gió nam về đây. Còn tới mùa gió chướng á, sẽ cái tàu như vậy á, sẽ lôi hết tất cả các dàn bè này nè các bạn, lôi về phía bên kia của đảo, của hòn. Đó là mùa gió chướng. Nơi đây nó gió nó đập mạnh quá đó, không thể đậu đây được. Thì bà con sẽ tiến hành một trận di cư. Bây giờ mình đã có tận mắt thấy được cảnh lôi bè là như thế nào. Đó giờ các bạn có nghe hai chữ tắm cá chưa? Cá sống dưới nước mà tại sao phải tắm? Thì đây là hiện trường một buổi tắm cá tại làng bè cá bóp Hòn Chuối Cà Mau các bạn. Bằng Phèn và chú đây đang kéo mảnh lưới mình để gom cá lại, chuẩn bị đưa những chú cá này lên bờ để tắm. Còn vì sao để tắm, tắm như thế nào, bao lâu tắm một lần thì đợi chút mình hỏi. Bao lâu mình tắm một lần hả chú? Cá yếu 3 bữa. Dạ 3 ngày. Mạnh thì 7-8 bữa. Cá mới bắt về nó yếu. Dạ. Tới nó bự cũng cá tắm hả chú? Bự 10 bữa, mười mấy bữa, nửa tháng. Dạ. Đây là một hiện tượng rất lạ luôn nha các bạn. Cá cũng phải tắm đó, nó chỉ con người chúng ta. Bởi vì đời mới có câu gì sống trên đời này, thằng nào ngu mới không cần tắm đó các bạn. Nè nè nè. Bằng Phèn và bằng Hổ đang mang nước chuyên dụng qua để tắm mấy chú cá. Nước chuyên dụng là gì bằng Phèn? Nước ngọt. Nước ngọt. Nước tắm mình hàng ngày á. Đó. Nước mình tắm hàng ngày á. Cá bóp nó sống nước mặn. Nhưng mà tắm nước ngọt. Nhưng mà mình phải tắm nó bằng nước ngọt. Để làm chi? Để cho nó khỏe. Dạ. Chú nói là để cho những cái vi khuẩn trong mình đó nó trôi ra. Sàn lá luôn. Nước ngọt và nước đá. Điểm không? Điểm vợ luôn. Điểm với cái gà không? Vợ được rồi. Vợ được rồi. Tôi tắt cái bá trời dữ vậy. Đó không? Rồi. Tôi phải bắt chú tắt đi. Bỏ được mạnh chút xíu đi. Đừng quậy, đừng quậy không. Điếm liền thôi. Phải bỏ cái gì vô ngoài nước đá với nước ngọt không? Khi mình tắm thuốc. Lâu có trái, rẻ luôn, bỏ thuốc luôn. Dạ. Lên đây là bác sĩ này sẽ theo dõi sức khỏe cho nó bạn. Thì hồi bác sĩ nè. Rồi hôm qua bạn nói là con sáng mắt là con nói gan sao bạn? Rồi, dưới đây. Dạ. Con bỏ phải không? Cá nhỏ này nó chưa có mù. Nếu mà không chết con đó là sẽ gây ra sáng mắt. Hẹp hết á. Nó sẽ bị ảnh hưởng tới con mắt của nó là không thấy đường luôn các bạn. Con này nó bị sáng lá luôn nè. Đâu? Ốm đầu thì giờ nữa không? Dạ. Ốm nhắc. Khác vào. Dạ. Bỏ liền. Đếm đi, vàng, đếm vàng. Cho nên là hai người bắt cho em bắt sao được. Đếm đi. Mình ra đi đếm.
chục thì cộng nhiều lắm biết mày. Lại chục chú tám đếm tới 71, 72 rồi đi. Tao đếm không ạ? Ừ, rồi con đếm riêng. Để em ra. Chú tám. Mấy con ốm rồi, chú đâu rồi. Xe này là 2 tháng mấy rồi. Đây là con cá bóp mà cái xay khủng các bạn. Xay này 5kg chứ anh. Dạ. Ngon lành luôn rồi đó. Xay này là sức chuồng đó. Ký giờ 200 mấy một con gì cả triệu bạc đó các bạn. Thú vị không? Nuôi này làm giàu luôn. Đây là nguồn thu nhập chính của những người ngư dân hòn chuối. Mình là nuôi cái nghề này là bao lâu rồi anh? Nghề cá bóp này nè. 2010 tới giờ. Dạ. Là hiện giờ là bà con trên hòn chỉ chủ yếu sống bằng nghề này không? À, nuôi cá bóp này với buôn bán thêm kiếm sống rồi. Dạ. Kiếm ăn giặt hàng ngày rồi. Đa số là ở hòn này phát triển như nuôi cá bóp. Dạ. Nổi tiếng hòn chuối Cà Mau các bạn. Nếu mà ở đây không nuôi cá bóp đâu có làm. Dạ. Hiện tại là anh phát triển nuôi cá bóp ép mà. Ép nó lấy giống ngoài Nha Trang vô nuôi. Dạ. À, tức là người ta đem cá con cá giống về và anh dèo cho nó to lên tí, phải không? Anh bán thần nước đồ này kia rồi anh bán. Thu nhập ổn không anh? Tiền tỷ không? Như tiêu tôm của em trên bờ không? Không đâu, cái này nó thu nhập không bằng tiền tỷ. Khi năm nay nếu mà ai nuôi nhiều, ai nuôi mà 2-3 ngàn con á, dạ, cho nên có bằng tỷ rồi, lại có đó. Tại vì cá nó trúng. Ừ. Mà năm rồi dịch bệnh rồi người ta nuôi đâu có nuôi nhiều đâu. Ừ. Cái mà cù cặn lại á, người trúng rồi trúng được mớ mớ vậy đó, chứ không có được nuôi nhiều.